đi thôi. Đi thôi. Nè, làm gì vậy hả? Ngoài kia không? Có người lẻn vào nhà, bắt nó lại mau đi. Nè, đứng lại. Trốn vào đây đã. Dừng lại. Mày là ai vậy? Mày định đưa thằng nhóc đó đi đâu? Phim cho bác làm kế hoạch dự phòng để lỡ đâu mấy người xảy ra chuyện gì đó. Tốt quá. Yeah. Vậy đi thôi. Đi. Có người lẻn vào đưa thằng bé đó đi sao? Dạ cậu. Là Sarafi à? Chứ còn ai nữa. Cho dù có bịt mặt tôi cũng nhận ra được thôi. Bây giờ phải làm sao? Muốn tôi đem người bắt nó về đây không? Không cần. Tôi sẽ tự xử lý chuyện này. Tôi sẽ cho nó vào tù ngồi như thằng Thi Quanh.
Vấn đề của chúng ta bây giờ đã có cách rồi. Nhưng chứng mà Châu Muôn dùng để chơi xấu anh bây giờ đã trốn thoát rồi. Hả? Chạy trốn rồi sao? Quên rồi, gửi tin tới điện thoại cho tôi. Tôi cần phải đưa mẹ và con trai chạy trốn đến nơi an toàn. Vì tôi không dám làm nhân chứng đứng ra giành trận của Châu Muôn, nhưng tôi cũng không muốn hãm hại cậu Thi Quang. Tôi thật sự xin lỗi cậu Thi Quang. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ quay lại xin lỗi cậu. Nhìn lưỡi. Vậy cũng đồng nghĩa là trong vụ án sập tòa nhà này, cô Châu Muôn không có nhân chứng xác nhận nữa. Cảnh sát sẽ sớm cho bảo lãnh anh ra mà thôi. Nhưng có lẽ cũng không thể quay lại làm việc ở công ty được nữa. Hội đồng nhất định sẽ cách chức tôi khỏi vị trí đó. Những ngày này chắc là Châu Môn đang cố gắng thuyết phục tòa án để gạch bỏ anh ra khỏi vị trí người quản lý tài sản và đưa bản thân của mình lên làm người quản lý tài sản thay cho anh. Nhưng nếu như chúng ta chứng minh được chứng cứ của Châu Môn là tài liệu giả và tôi không tham ô tiền của công ty, thì tôi vẫn có thể làm người quản lý tài sản, ai cũng sẽ được an toàn. Nè, không cần lo lắng cho ệt đâu. Có người đưa ệt ra khỏi ngôi nhà đó rồi. Sarafi. Đúng rồi. Thật tội nghiệp cho ệt bà. Ba mẹ thì không còn, cậu thì bị bắt, còn người bác thì chỉ biết hút máu của cháu mình thôi. Thật là tốt khi con đưa thằng bé ra khỏi đó, coi như là làm phước cho thằng bé đi. Dạ. Bà Sarafi. Bà đến rồi, đến rồi bà ơi. Gì nữa? Châu Muôn đó, cô ta đưa cảnh sát xong vào nhà mình rồi. Hả? Cô ta đi tới đâu rồi? Sắp đến rồi đó bà. Sắp đến nhà rồi. Trời ơi, chết rồi. Con tới đây làm gì vậy con Châu Muôn? Cháu trai của tôi đâu rồi? Cháu của bà thì sao mà tôi biết được? Đừng có gạt tôi. Sáng nay cô tới bắt cháu trai của tôi đi, tôi đưa cảnh sát tới bắt cô đó. Đừng có nói linh tinh nữa. Có chứng cứ hay không hả? Cháu của bà thì làm sao mà ở đây được chứ? Lục soát đi. Ai cho mấy người lại nói lục soát chứ? Mấy người có giấy phép không? Hả? Nếu mà cô không đem cháu trai của tôi tới đây thật thì đừng cản. Thưa thanh tra, có một đứa bé ở trong phòng. Dạ mời. Đây là ệt. Đúng là cô đã bắt ệt đến đây. Chuẩn bị tinh thần vào tù đi. Nè ệt ơi, về nhà thôi nào. Ệt ơi dậy đi. Tôi không phải tên ệt, tôi là Pon. Đây không phải là cậu ếch mà. Thì đúng là vậy mà. Thằng bé nó tên là Bông. Ôi, ba mẹ nó chết hết nên ông bà của nó gửi nhờ tôi chăm sóc. Hay bà muốn nhận nuôi cũng được nha. Nhưng mà đừng. Người như bà không nên nuôi trẻ con đâu. Đúng vậy. Bởi vì cô sẽ làm tấm gương không tốt cho trẻ em đâu. Đúng không? Đúng vậy. Các người cứ chờ xem. Thanh tra gì? Hí, xong xuôi. Hí.
Tiền công của Bông. Con cảm ơn cô Sarah Phi. Nè thay nè, dẫn đứa nhỏ về nhà an toàn giùm bà nghe chưa? Dạ được, then sẽ cho thuyền đậu trước cửa nhà luôn. Bà yên tâm ha. Chào tạm biệt cô Sarah Phi. Chào tạm biệt bà Phim. Nè, đi rồi. Mang dép vào. Đi thôi. Đây. Đúng rồi. Cũng may là con đã đưa gửi tới chỗ an toàn hơn rồi á. Dạ. Ui. Nhưng mà Ếch sẽ an toàn sao? Người chủ nhà đó có vẻ hơi không bình thường. Ôi, đúng thiệt á. Nè. Ăn cơm tối nhanh lên rồi cùng nhau đi coi thằng bé coi sao. Dạ thưa bà. Với cô Sarah Phi được không? Nè nhóc con. Con sợ rồi, con sợ. Nè, cái thằng nhóc này. Con sợ quá đi. Con sợ. Nè, chuyện gì vậy? Hả? Trời ơi, đừng có khóc mà. Nè, vào nhà thôi, đừng khóc nữa con. Bà Phim. Ủa, bà nói. Đừng quên ngày mai đó nha. Không có quên đâu, mai gặp nha. Mai gặp nha. Mai gặp lại ha. Có chuyện gì vậy ba? Thì chuẩn bị cho lễ Chu La Ca Thin đó. Tối mai bà phải đi phụ mọi người tới tận sáng luôn à nghe. Còn ở nhà một mình được chứ? Ôi, không sao đâu, cháu của bà lớn rồi mà. Chỉ lo cho ịt thôi. Đúng rồi, đi. Sao lại đứng nói chuyện vậy chứ? Trời ơi, giật tình. 1, 2, 3, 4. Nín khóc rồi có đúng vậy không? Nín khóc rồi đúng không hả? Nín khóc rồi có đúng không? Trời ơi. Ôi, đừng có khóc nữa mà, cầu xin đó. Bác nói hơi lớn tiếng ha. Trời ơi, không biết phải làm sao đây nữa à. Ê đôi, con Sarah Phi ơi, con ơi. Thôi, thương. Ê của cô. Không khóc nữa nha, ngồi xuống đã. Không khóc nữa ha. Ngồi xuống đây ha. Con sợ lắm cơ ơi. Con cần phải sợ đâu ha. Khóc to lắm đó bà. Nhảy cho xem cũng không nín nữa, nên tôi đành phải hát cho nó nghe đó. Rồi có nín khóc không? Trời ơi, nó càng khóc lớn hơn nữa. Không khóc nữa nha, không cần phải sợ đâu. Nè, ịt sợ sao? Dạ con sợ lắm.
mọi người đều bỏ rời con hết. Ba với mẹ đều bỏ con đi rồi. Cậu thầy cũng không ở cạnh con. Ệt à, ba và mẹ của Ệt nè, đang ở trong lòng của Ệt đây nè. Cảm nhận được không? Cậu Thê thì cũng sẽ quay trở về. Cô Sarafi cũng ở đây. Có bà ở đây nữa mà. Bác già cũng ở đây. Bác sẽ đọc rap cho Ệt nghe thêm lần nữa nha. Không cần đâu. Không cần sợ nữa đâu ha. Ệt cứ nhắm mắt lại là ngủ được thôi. Nhắm mắt ha. Giỏi lắm. Xin chào. Anh được bảo lãnh rồi, thầy Quang. Đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đến chị Ma thôi. Hả? Chị ấy nói tôi là người không có tương lai. Nhìn mà xem, đúng là còn hơn cả không có tương lai đó. Nè, đừng phí thời gian nghĩ tới người mà chỉ ở với chúng ta lúc sung sướng mà thôi. Nghĩ tới người ở bên cạnh mình lúc khổ sở thì hay hơn. Tôi tới đón anh. Thật ra thì cô không cần đến đón tôi cũng được mà. Tôi không còn là CEO nữa rồi. Và công ty cũng sẽ không trả lương cho cô đâu. Ui, tôi sẽ không có lương sao? Tiếc thiệt đó. Thôi tôi về trước nha. Không cần phải áy náy đâu. Nè, tiền thì tôi cũng cần thiệt đó. Nhưng mà bà tôi dạy rằng việc giúp đỡ người tốt quan trọng hơn là tiền bạc. Nhưng kể từ bây giờ, nguy hiểm sẽ xảy đến nhiều hơn với chúng ta. Tại vì cô Chô Môn chắc chắn sẽ ra tay nặng hơn nữa. Nè, anh ra xỉn à. Nếu như sợ Chô Muôn thì Sarafi sẽ không đứng ở đây đâu ha. Nếu muốn xử lý Chô Muôn thì phải chứng minh cho bằng được rằng cô Chô Muôn đứng đằng sau cái chết của anh Khanin và cô Chanh Chai. Đội trưởng Quay Nai đã điều tra được rằng laptop của anh Khanin có tải ứng dụng camera an ninh và có thể đã quay lại hình ảnh sự việc xảy ra với anh Khanin ngày hôm đó, hoặc có thể đã quay lại hình ảnh của kẻ sát nhân. Nhưng mà chắc anh Khanin không chỉ lưu ở mỗi laptop đâu, có thể là lưu ở cloud nữa. Cloud của anh Khanin cả trăm cái lận, làm sao biết được cái nào? Tôi phải quay về bằng làm việc ở nhà trước đã. Có thể có bằng chứng cho thấy anh Khanin đã lưu ở cloud nào đó. Nhưng Chu Mu đã dùng việc đổi người quản lý tài sản thừa kế để làm khó dễ cho anh rồi. Để không cho anh vào nhà thì chúng ta tìm cách lẻn vào, đừng để cho cô ta biết.
Này dừng lại. Không thể vào được. Tránh ra. Đã nói là không vào được mà. Tôi đã nói là tránh ra. Đi thôi. Khoan đã, Sarafi. Cô chờ ở đây thì hơn. Để phòng kế hoạch của Ra Xuyển xảy ra sai sót rồi chúng ta quay lại thì cô có thể xử lý kịp thời. Tôi sẽ vào nhanh rồi chạy ra thật nhanh. Cũng được. Nhưng anh phải cẩn thận đó. Được rồi. Đến đây làm gì? Tôi tới lấy đồ cho anh thầy của anh. Không được vào. Bây giờ nhà này á là của Bạch Chu Muôn. Vậy sao? Tụi mày mới là người không được vào đó. Cam kết bảo mật cho Sky Cloud. Tên đăng nhập.
không đúng rồi. Sinh nhật của chị Giang. Trời ơi, cũng không đúng luôn nữa. Nếu nhầm mật khẩu sai quá 5 lần, hệ thống sẽ tự động khóa. Vậy nãy dùng mật khẩu gì đi chứ. Thằng Thê quên. Mày nghĩ là mày trốn thoát được tao sao? Hả? Mày đúng là tự tìm chỗ chết rồi. Đang làm gì vậy? Đến mức đánh lộn là hét giữa đường luôn sao? Hả? Mọi chuyện sao rồi? Ta xỉn à? Ta lấy được rồi. Được rồi, hẹn gặp lại nha. Được rồi, hẹn gặp lại nha. Được rồi, tôi không vào nữa. Để nói chuyện cùng với luật sư. Được, làm lần nữa coi, qua đây. Vậy sao? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Xong rồi thì giải tán đi. Hả? Tóm lại là chúng ta đã có được lao lưu trữ thông tin trong laptop của chủ tịch Khanin rồi, có đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà anh Khanin không sử dụng cloud công khai. Anh Khanin dùng cloud riêng, cần có tài khoản để đăng nhập vào. Tài khoản? Ồ, tài khoản là giống như kiểu mình cài internet trong nhà, rồi họ cho chúng ta tài khoản, có đúng không? Đúng vậy. Anh Khanin làm tài khoản với công ty Skyloud.
ở trong này có tên đăng nhập, nhưng mà vấn đề chính là không có mật khẩu. Ờ. Dạ. Đội trưởng à. Hai người đến nhanh thật đó. Tôi lái thuyền tới, không có bị kẹt xe. Ờ. Hay quá. Sao rồi, có bị thương chỗ nào không? Không sao hết, anh ấy tới đúng thời gian, không sai một giây nào cả. Tôi chỉ làm theo kế hoạch mà đội trưởng đã đưa ra thôi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham gia. Không có gì đâu, tôi chỉ làm theo thỏa thuận của chúng ta là sẽ cùng nhau hợp tác thôi. Chỉ hợp tác trong mỗi công việc. Chúng ta cùng xem tài liệu trong cloud vừa tìm được nhé. Cloud mà anh Khai Ninh sử dụng là SkyCloud, mà các công ty lớn thường dùng để lưu trữ thông tin. Tôi đã có tên đăng nhập rồi, nhưng mà không có mật khẩu. Mật khẩu sao? Chúng ta thử các con số đi. Bắt đầu từ những ngày quan trọng của chủ tịch. Đó mới chính là vấn đề. SkyCloud này chỉ có thể nhập mật khẩu được 5 lần. Nếu không đúng thì tài khoản sẽ bị khóa. Trước đó tôi đã thử 3 lần rồi. Ngày sinh của anh Khanin, ngày sinh của chị Chan, ngày sinh của Ad, tất cả đều không phải. Cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chỉ còn 2 cơ hội để nhập mật khẩu vào thôi. Không phải ngày sinh của ba, mẹ, con trai, nè, hay là ngày kết hôn ta? Hả? Là gì như vậy nè? Các cậu đứng ở đây vẫn chưa một ai kết hôn cả đúng không? Nhưng tôi đây đã là người kết hôn rồi, nên mới biết là hôm đó là ngày đặc biệt của cuộc đời, là ngày quan trọng của cả nam và nữ. Anh ấy nói rất đúng. Anh có khả năng rất lớn là vậy đó. Thử xem đi. Được thôi. Chỉ còn một lần nữa thôi. Chỉ còn một cơ hội duy nhất, tôi nghĩ là chúng ta đừng mạo hiểm thì hơn. Để tôi thử vào cloud mà không dùng mật khẩu xem sao, biết đâu lại vào được. Nếu vậy thì bây giờ chúng ta giải tán đi. Dạ. À, Sarafi, tôi có cái này cho cô. Hả? Trà sữa trân châu, món yêu thích của cô đi. À, mau uống đi trước khi đá tan hết. Dạ cảm ơn. Được. Mau uống đi, kẻo nó tan hết đó. À, thầy Quan à, tôi mang quần áo của anh với Ệt để ở chung cư của cô cha anh đến rồi đó. À, cảm ơn nhiều nha. À, thời gian này cậu Thư Quan ngủ nghỉ ở đâu vậy? Ở nhà của Sarafi. Hả? Ngủ ở nhà của Sarafi sao? Tại sao không đi ra nhà nghỉ hay khách sạn chứ? Thì Sarafi là vệ sĩ của tôi, nên cô ấy phải lo cho sự an nguy của tôi chứ. Tôi ở với Sarafi là đúng rồi, không phải hay sao? Anh, sao anh có thể nói như vậy trước mặt người khác được? Anh vẫn chưa hỏi tôi một câu luôn á. Không tốt hay sao? Tôi đến ở với Ad mà, cô sẽ cùng lúc chăm sóc cho tôi và cả Ad luôn. Được rồi, cứ như vậy đi nha mọi người. Ta Xuyên, đưa tôi đi nha. À, dạ thưa sếp.
Cảm ơn đội trưởng nhiều nha, khi đã hợp tác. Đặc biệt là trong công việc. Nhờ hết vào đội trưởng nha. Không cần phải lo đâu, tôi sẽ đưa tới tận nơi luôn. Ôi, đi mà cầm tay nhau như vậy nhìn có vẻ thân thiết hơn quan hệ ông chủ với nhân viên rồi đó. Xin lỗi đội trưởng, tôi chỉ nhận xét theo những gì mà tôi nhìn thấy thôi. Rảnh lắm đúng không anh? Dạ sếp. Chuyện nhỏ như vậy tôi không chịu thua đâu. Tụi mày nhiều người như vậy, sao lại để chuyện này xảy ra được chứ? Xin lỗi anh George. Mấy người của Thê Quan đột nhập vào cửa chính, nên bọn em đến ngăn chặn chúng. Rồi đột nhiên cảnh sát lại tới nữa, nên bọn em mới không kịp trở tay. Cảnh sát sao? Chắc chắn là tay chân của tên khốn đó. Chắc chắn đây là kế hoạch của bọn chúng. Vậy Thê Quan vào đây làm gì? Thê Quan vào mở máy tính trong phòng làm việc trên lầu. Máy tính hả? Thê Quan đã cố gắng hack mật khẩu để mở cloud của chủ tịch Khanin. Trước khi chết, Khanin đã tải ứng dụng camera giám sát và lưu trong laptop mà chúng ta lấy được. Mà thằng Thê Quan cố gắng đăng nhập vào cloud, vậy có nghĩa là nó đang tìm kiếm cái gì đó ở trong clip mà Khanin từng quay lại. Không lẽ chính là clip mà không lẽ là chủ tịch Khanin biết anh ta bị Nirin bỏ thuốc và còn biết rằng bà Chu Moon là người ra lệnh sao? Ôi George, hãy đưa người đi tìm bọn nó đi, và phải tìm cách lấy được mật khẩu trước bọn nó, nhớ chưa? Được rồi. Khoan đã, tôi có thứ này cho cô. Của cô đúng chứ? Đúng là của cô rồi. Lần sau có ăn dao thì ăn cho kính đáo vào, đừng để lại bằng chứng như vậy, nghe chưa? Đi xin lỗi, đi không dám nữa đâu, không dám nữa đâu, đi xin lỗi. Cô đúng là làm việc xứng đáng thực sự. Ngoài việc làm tay sai cho tôi thì còn làm cái máy cho gió xả nữa, đúng là kinh tởm mà. Về rồi hả? Dạ. Sao rồi, có được thứ mình muốn chưa? Cũng có được, nhưng vẫn chưa hết. Phía đội trưởng Quenai sẽ xử lý lại thêm một lần nữa. Vậy
Ed nó đâu rồi? Đang giúp bà Phim kiếm sống kìa. Bánh của bà Phim thơm ngon đây, xin mời mọi người. Bánh ca nam sai sai, ngon tuyệt vời luôn. Khao thơm ngọt ngào, bánh ngọt, bánh chuối nè. Ăn thì sẽ như thế nào đây? Ăn vào sẽ xinh trai đẹp gái. Dạ chị mua không chị vậy? Chị gái xinh đẹp lấy mấy bánh hả? Anh đẹp trai lấy bánh gì thưa anh? Lấy bánh cà non. Bánh cà non. Tôi lấy nữa. Dạ bánh dạ nữa. Được. Ê ca, con giống Sara Phi lúc còn nhỏ quá. Thì chào rồi, thì chào rồi. Bánh của bà Phim thơm ngon đây. Có bánh cà non sai sai. Năm sai sai thì hai cái năm bạc. Hai cái năm bạc. Có cả bánh bà cô nữa. Cái này một túi 10 bạc. Xin cảm ơn mọi người nhiều ha. Dạ, lần sau đừng quên ghé lại nha. Khoan khoan, đợi chút xíu đã. Con không có tiền. Không sao, bà cho con á. Nè, nhận đi, ăn thiệt là ngon nghe chưa. Cảm ơn bà. Đây bánh hết 20 bạc. Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Cậu bé. Con chào bà. Chào con. Khoan đã, đừng có đi ha. Nè, cầm lấy đi. Dạ con không có tiền. Không có sao đâu, bà cho con đó. Đem đi ăn cho ngon miệng, nghe chưa ha. Con cảm ơn. Ăn ngon miệng nha. Bà của mình tốt bụng lắm. Lần sau có tiền đem tới cho bà cũng được. Cảm ơn nha. Bà Phim vẫn là người tốt bụng như lúc xưa. Tên này trước đây từng quen biết bà Phim và Sara Phi sao? Ê, lúc nãy anh có nói gì sao? Không có gì đâu. Tôi chỉ nói là bà của cô tốt bụng thật đó. Lúc nãy còn cho mấy đứa trẻ ăn bánh miễn phí nữa. Ôi, bà vốn tốt bụng từ xưa tới nay rồi. Lúc trước á, mỗi khi có ai đi ngang qua mà không có tiền, bà đều cho mọi người bánh miễn phí hết á. Mà nè, anh có nhớ cậu bé đánh nhau với đứa nhóc gây chuyện tôi từng kể khi chúng ta ở trên thùng xe container hay không? Tôi nhớ chứ. Đứa trẻ đó rất được ngoại cưng. Lúc nào đi ngang qua cũng được ngoại cho ăn bánh miễn phí hết á. Vậy cô biết tên của đứa trẻ đó không? Tôi không biết. Tôi còn chưa từng hỏi tên cậu ấy. Nhưng nhớ là nhà của cậu ấy cũng gần ở con kênh này nè. Ngoại ơi, để con giúp ngoại một tay. Rồi tới đây. Rồi bán hết nữa rồi sao? Cậu Thái ơi. Sao ế? Con giúp bà bán hết bánh rồi á cậu ơi. Ếch giỏi nhất. Ê của cậu nè. Quang giỏi quá đi. Rao bán bánh chuyên nghiệp lắm luôn á. Đi thôi con, cẩn thận ha. Khoan đã. Dù cho Sara Phi không nhớ ra cậu, nhưng tôi nghĩ là tôi nhớ được cậu đó. Hả? Rạc lắm đúng không? Dạ một chút thôi. Có cần đưa đi khám không vậy? Không sao đâu, con trai mà. Chút vết thương này rồi cũng sẽ lành thôi mà. Đúng không nhóc con? Dạ đúng. Tôi nghĩ là tôi nhớ được vết sẹo này. Cậu là đứa bé trai đó đúng không hả? Dạ phải. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn học giỏi với bác lắm. Nhưng mà tôi phải theo chị gái chuyển đến nhà của anh rể sống, nên không gặp được Sara Phi và bà Phim nữa. Và cũng không thường xuyên tới chỗ này nữa. Sara Phi vẫn chưa biết có đúng không? Cô ấy còn không nhớ gì về tôi nữa kìa. Nhưng mà bác đừng vội nói gì nha. Tôi muốn cô ấy có thể tự nhận ra tôi. Tại sao vậy? Thì
thì là... Ồ, muốn để Sà Rá Phi tự biết, đúng không? Dạ phải. Giống như là kiểu có Sà Rá Phi thật bất ngờ đúng không? Cô thấy sao hả? Cuối cùng cô cũng nhận ra tôi rồi. Đúng vậy, Thê Quan. Hóa ra chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Sà Rá Phi, tôi chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Ngày mà trái tim của hai chúng ta hòa nhịp với nhau. Sà Rá Hê Vô. Đại loại như vậy có đúng không? Ê, trời ơi, phải tán dương chứ. Nè nè, chờ đã, chờ đã. Sáng. Vào đây chút đã. Vào đây. Vào đây. Đúng lúc tôi đang nhớ đến cậu. Giống nhau ghê. Tôi cũng nhớ cậu lắm. Hay là mình đi ăn không? Đi không được. Công việc của tôi chất đống kìa. Hả? Vậy sao nó nhớ? Thì nhớ vì công việc thôi. Lại đây. Ngồi xuống đã. Nhanh lên. Ngồi xuống đã. Nè. Có chuyện gì vậy? Tôi muốn vào cloud của chủ tịch Khanin, nhưng tôi không có mật khẩu. Không có mật khẩu thì hack đi. Cái đó tôi biết, tôi cũng muốn làm nhưng làm không được. Tại sao? Tôi bị đuổi ra khỏi vụ án này rồi. Và điều quan trọng là tôi không tin tưởng người ngoài. Hai người kia hả? Ồ, vậy nghĩa là tôi không phải là cảnh sát nên làm cái này được đúng chứ? Sao không nói sớm? Tôi có người yêu cũ. Không phải, là bạn cũ. Anh ấy là lập trình viên. Thật sao? Ừ, tôi nghĩ anh ấy có thể làm phần mềm bẻ khóa để xem thông tin bên trong được đó. Vậy thì tốt. Vậy mau đi gặp bạn của cậu đi. Muốn ăn gì thì cứ nói, tôi sẽ mời hết mình. Nào, đi thôi. Chờ tôi với. Được thứ mình cần xong là ngoảnh mặt đi nhanh luôn. Chẳng chờ người ta gì hết. Cậu không lái xe đi hả? Xe đậu bên cạnh tòa nhà kia. Nhanh lên. Nè, lại nữa. Đi mà không chịu đỡ gì hết. Bộ dạng của tên đội trưởng Wenai thì có vẻ đang hợp tác với Thê Quan. Điều tra cloud của Khanin như lời của chỉ huy Jack nói thật. Nhớ sẻn quá trời. Không sao, không sao, không sao. Sẻn lại dẫn bạn trai mới đến sao? Không phải bạn trai mới, đây là bạn thôi. Em vẫn chưa quen với ai hết kể từ khi chia tay với anh. Vậy sao? Thật ra nếu như sẻn vẫn còn đến tìm anh nữa thì không cần dẫn bạn đến cũng được. Lúc trước cũng thường xuyên đến đây ăn ngủ mà. Ôi mà, được rồi, đừng, bình tĩnh lại. Vậy đồ đâu? Chính ra coi. Thiệt tình. Không có gì đâu. Nè đừng.
kiểu này á thì cần phải chia chác cho nhau chút đỉnh. Vào đây chút nha. Chương trình bẻ khóa mật khẩu Clown mà sẵn có ở trong USB này. Nếu sẵn muốn có được thì sẵn phải quay lại với anh. Bây giờ chúng ta vẫn là bạn mà. Chỉ là bạn thì vẫn chưa đủ. Người từng yêu nhau, nếu đúng người thì sẽ tự dính lại nhau thôi. Không đùa nha. Nhìn vào mắt của em đi. Em không đùa với anh đâu. Em vẫn như xưa ha. Nè. Nè. Về thôi. Sẵn. Ấy. Đây là bạn hay chồng em vậy? Hành động mà không nhìn mặt mũi ai vậy hả? Nếu sẵn cứ như vậy á thì đừng mong lấy được đồ. Không đưa thì tôi không lấy. Về thôi. Quê à. Đi về. Quê. Nè khoan đã. Đi. Thời gian đã vậy còn bị đụng chạm nữa. Hả? Ai nói bị đụng chạm mà không được gì chứ? Ê, lấy từ bao giờ vậy? Thì lúc nhìn vào mắt của nhau đó. Đúng là Sẻn. Gì nữa vậy Sẻn? Lấy được đồ rồi còn muốn gì nữa? Qua đi. Tụi mày là ai hả? Thằng quê Nai và con nhỏ Sẻn đến phòng mày làm gì vậy hả? Tao không biết. Bỏ tao ra. Tao cho mày một cơ hội. Hai đứa nó đến phòng mày làm gì? Tao đã nói là tao không có biết mà. Mày nói mau đi. Nói mau. Mày nói chưa? Nói mau đi. Tao chịu thua. Tao nói. Tao nói. Bây giờ mày nói cho tao biết đi. Tối nay ngoại phải tới chùa phụ việc cho người ta, nên chắc phải tới sáng ngoại mới về á. Biết chưa? Ha. Ngoại ở lại ngủ luôn. Ở nhà nhớ nấu cơm cho cậu Thê với cậu Ệt ăn á. Dạ, ngoại không cần lo đâu. Nè cậu Ệt, tới nhà bác cha ngủ không? Dạ không đâu bác. Sẽ ngủ với cậu Thê và cô Sạ Ra Phi ở đây. Ồ, vậy tùy con thôi, tùy con thôi. Được, được rồi. Thôi ngoại đi ha. Ngoại không ở nhà một đêm á. Một đêm lận à. Sạ Ra Phi, cậu Thê, tới đây ngoại nói này nghe nè.
Dạ. Ngoại lo lắng chuyện. Lo lắng chuyện gì vậy ngoại? Chuyện gì vậy ba? Hai đứa con có làm gì thì nhớ đóng cửa cho kỹ kỹ xíu nghe chưa? Thôi ẹt nó thấy. Ấy thiệt tình ngoại. Ngoại nói cái gì vậy? Con không có làm chuyện gì hết á. Ủa thì ngoại đang lo mà. Sợ không làm. Mà làm thì không có sợ. Dạ thưa ngoại, con sẽ làm không để ai thấy đâu. Nè, anh nói gì vậy? Ôi. Mọi người làm gì vậy? Thì là đi tiễn bà đó vậy. Đúng à. Vậy ngoại đi nha. Ngoại không ở nhà một đêm lận á. Cậu anh tạm biệt. Tạm biệt. Chào con. Cậu thay ơi, cậu thay. Khi nào gặp lại bà? Lúc khác sẽ gặp lại bà. Nè anh. Gì? Sao lại đánh tôi? Hả? Thì tại anh. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Tôi chưa có nghĩ gì hết đó. Cái gì? Cái gì? Anh, chúng ta vào nhà thì hơn. Nghĩ gì vậy chứ? Thiệt tình. Thế Quan và Ed đúng là đang ở nhà Seraphie. Chúng ta phải bắt được Ed về cho bà Châu Muôn. Vậy chúng ta đi bắt trực tiếp luôn đi. Này, Kem, đợi đó. Cảnh sát đi tuần nữa sao? Thằng quê nói, chắc là hắn ta cử đàn em đi kiểm tra quanh đây. Bực mình. Vậy giờ phải làm sao? Chờ thời cơ đến đỡ. Được. Nè ở đà, con phải ăn thiệt là nhiều trái cây đó nha. Có như vậy sức khỏe mới tốt lên được, biết chưa? Để khỏe mạnh như cô xà rá phi, đúng không? Đúng vậy. Cô vừa là vệ sĩ, vừa là bảo mẫu luôn sao? Nếu như mà cuộc sống của tôi vậy có cô, thì chúng tôi sẽ được no ấm và an toàn nữa. Có đúng không hả? Dạ, đúng vậy cậu Thê. Không được. Anh không thể nghĩ như vậy được. Nếu như lúc nào tôi không ở cùng với anh, anh cũng phải biết tự bảo vệ bản thân nữa. Là sao? Vậy nè. Nếu như kẻ xấu cầm dao chỉ vào người anh như vậy, anh không có đường trốn, anh sẽ làm sao? Như vậy. Ví dụ anh là kẻ xấu, anh sẽ làm hại tôi. Dao này sắc lắm đó nha. Giờ cô ở với khoảng cách chừng này á, cô không trốn thoát được tôi đâu ha. Đúng vậy. Chính vì vậy thì em phải tận dụng thời cơ. Tận dụng thời cơ? Là như thế nào? Là phá hoại thời cơ của kẻ xấu đó. Và khóa người lại. Cầm thật chặt, khiến cho kẻ xấu mất thăng bằng. Rồi dặn đi rớt dao ra ngoài. Dạ rồi. Nè, chịu thua rồi. Chịu thua rồi, tôi chịu thua. Anh hiểu chưa? Hiểu rồi. Nếu như kẻ xấu ôm như này á, thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ làm gì nói tôi nghe thử coi.
Tôi sẽ làm. Nếu như mà kẻ xấu ôm chặt hơn nữa thì sao nào? Cô nói đi. Ôm không buông như thế này nè thì cô sẽ làm gì nào hả? Muốn như vậy đúng không? Được rồi, được rồi. Được chưa? Được rồi. Anh hiểu chưa hả? Con cũng muốn chơi nữa. Được thôi. Nếu vậy thì xử lý người xấu nào. Nè nè nè. Đến đây mau lên. Nè. Được rồi. Người xấu chịu thua rồi. Người xấu chịu thua rồi. Chịu thua rồi mà. Chịu thua nè. Thì sao? Chịu thua chưa? Thật. Thật đó. Được rồi, được rồi. Cậu chịu thua rồi. Chịu thua rồi mà. Cậu chịu thua rồi được chưa? Được rồi mà. Nè, anh ở đây. Anh nói thật sự rất quấn lấy cô đó. Ôm một chút thôi mà đã ngủ say rồi. Lúc còn nhỏ, bà cũng ôm tôi ngủ như vậy vào mỗi đêm. Vậy ba mẹ cô... Ba mẹ tôi qua đời từ khi tôi vẫn còn nhỏ. Nhà của tôi thì bị cháy. Ơi, ơi, con không sao chứ? Sao Phi ơi, trời ơi, Sara Phi. Con à, Sara Phi. Mọi người, cứu mẹ con. Sara Phi còn trong đó đó bà Phi mà, thật sự cứu không kịp rồi. Trời đất ơi. Mẹ con. Ôi. Bác cha là người đã cứu tôi ra ngoài. Nhưng ba mẹ của tôi thì không ra kịp. Từ đó về sau, ngoại chính là người nuôi dưỡng tôi. Nếu như tôi không có ngoại thì chắc tôi phải sống một mình rồi. Từ bây giờ cô không còn sống một mình nữa. Cô vẫn còn ngoại, cha đẹp, thế, kháu môn. Và hiện tại cô vẫn còn có tôi và cả ệt nữa. Cô thấy không, có rất là nhiều người ở bên cạnh cô mà. Nè anh, anh an ủi tôi giống như tôi là trẻ con vậy đó. Thì giống như là an ủi là vậy đó. Cô biết không, đôi khi cô cũng giống trẻ con lắm luôn đó nha. Cô nàng mít ướt. Cô đánh nhau không? ทำไม่เห็นเธออยู่ด้วยกันชีวิตฉันก็คงไม่รู้เป็นเช่นไร
hát đi. Mật khẩu rồi nè. Tôi nghe đội trưởng. Sao Sarafi lại ở cùng anh vậy? Chuyện là anh theo qua anh ảnh sẽ ngủ lại ở nhà tôi. Đúng vậy. Không có gì đâu, chỉ là có một người đang sốc thôi. Cứ thể hiện là mình đang sốc đi. Vẫn chưa chết. Vào vấn đề đi nha. Hiện tại Khải Sản đã hát được lao của anh Khanin rồi, và cũng đã có được mật khẩu rồi. Vậy mật khẩu là gì vậy? 21012558. Ngày 21 tháng 1 năm 2558. Wow. Con của anh. Cháu trai của thầy đó. Anh Khanin à, chúc mừng anh nha. Hôm nay là ngày mà anh rất hồi hộp. Lần đầu tiên được nhìn thấy con từ kết quả siêu âm, nên anh chụp về cho thê cùng xem đó. Dạ. Nhìn dễ thương quá đi. Vẫn chưa thấy được, đã còn là phôi thôi. Ngày 21 tháng 1 năm 2558. Đây sẽ là một ngày quan trọng nhất đối với cuộc đời của anh. Tôi nhớ ra rồi. Là ngày mà anh Khanin nhìn thấy anh lần đầu tiên. Ngày mà chị cho anh đi siêu âm. Ngày mà anh Khanin nhìn thấy anh lần đầu tiên sao? Đúng vậy. Cảm ơn đội trưởng nhiều nha. Và cảm ơn cả Khai Sản nha. Được. Hai một không một hai năm năm tám. Dạ được rồi nè. Được rồi. Bây giờ thì chúng ta phải xem ngày mà anh Khanin đã qua đời. Có viết ở đây nè. Nirin, cứu tôi với. Nirin à, Nirin, Nirin à, Nirin, cô đọc đọc tôi sao? Cô đọc đọc tôi sao hả? Thật sự là do Chu Muôn mà ta đã làm.
Anh có sao không vậy? Tôi ổn mà. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh Khanin, và cũng đau lòng khi mà không thể giúp gì được cho anh Khanin cả. Đó không phải là lỗi của anh. Ít nhất thì chúng ta cũng có được chứng cứ để khẳng định rằng Chu Muôn là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Đúng vậy. Bằng chứng này sẽ làm cho Chu Muôn phải trả giá như những gì bà ta đã làm với anh Khanin và cả chị Chan. Đừng căng thẳng quá. Đừng gánh vác tất cả một mình. Bây giờ anh không chỉ có mỗi mình ệt đâu, anh còn có tôi nữa. Tôi cộng thêm ngoại tôi cho anh nữa cũng được. Tôi hứa với anh là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Điện hả? Quê à, chuyện này thật tàn nhẫn quá. Tóm lại, tất cả mọi chuyện là do Chu Muôn sai khiến Nirin, thư ký của chủ tịch Khanin. Lúc này tôi đã có được bằng chứng này rồi. Dù cho chỉ huy cản trở tôi thì tôi cũng sẽ lôi đầu bọn chúng ra. Bọn chúng không thoát được đâu. Ê, clip đang bị xóa kìa. Ê Sáng, vậy chúng ta phục hồi được không? Thôi à, clip bị xóa hết cả rồi. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy? Như vậy em chắc chắn rằng không có ai lưu lại clip này chứ? Theo như em thấy thì không có file tải xuống. Tốt. Bởi vì đây là bằng chứng duy nhất có thể buộc tội Chu Muôn. Như vậy có nghĩa là Chu Muôn sẽ an toàn, có đúng như vậy không? Nếu như Chu Muôn an toàn thì hai chúng ta cũng sẽ an toàn theo. Bây giờ đã không còn bằng chứng nào có thể đe dọa chúng ta nữa rồi. Nhưng mà bọn chúng có thể nhìn thấy clip đó rồi.
chỉ là nhìn thấy thôi. Nhưng không có bằng chứng thì có thể làm gì được? Nhưng mà em có chắc chắn là không có ai lưu lại clip này chứ? Em chắc chắn. Được rồi, tốt. Nghĩa là có ai đó cũng đang cố xâm nhập vào cloud này giống như chúng ta và đã xóa đoạn phim này đi. Quê à, còn một file tài liệu chưa bị xóa nè. Hả? Đây nè, lưu lại đi sẻ. Đã xong rồi. Ếch vẫn đang ngủ say. Vậy cậu dâu nhà cô nằm ở chỗ nào vậy? Nằm ở trước nhà. Chúng ta cùng nhau đi ra đó rồi nhanh quay lại nha. Được, đi. Cậu giao vẫn bình thường mà. Vậy có nghĩa là chỉ bị cúp điện ở trong nhà thôi, bởi vì đường đi vẫn còn điện mà. Cũng có thể là do dây điện chính, có thể bị rò rỉ hoặc là bị chập cũng nên. Vậy để tôi đi xem sao nha. Anh biết sửa điện hay sao? Ngoài việc có thể làm điện ra thì tôi còn biết làm chuyện khác nữa đó. Biết làm gì? Thì bây giờ Ed nằm ngủ ở trong nhà, hai chúng ta thử làm chuyện mà ngoài của cô đã nói đi nha, có được không? Hả? Thế sao? Hả? Biến thái. Ủa? Anh cơ hội quá ha. Tôi đùa thôi mà. Anh vào kiểm tra điện đi, để tôi vào nhà xem ịch, được không? Được thôi.
Hiên, dùng giấy gì hả? Nằm yên đi. Nằm yên đi, dùng giấy gì chứ? Ada, mau trốn đi. Muốn trốn sao? Dây điện bị đứt. Đây là dấu cắt kia mà. Sử gia là người xấu. Và anh muốn làm hại tôi thì anh phải lợi dụng thời cơ. Lợi dụng thời cơ? Mày lại nhảy cái gì vậy hả? Mày chết đi. Thế quan, buông ra. Buông ra. Mày tiêu rồi.